chào cả nhà. Pháp chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp. Pháp xin chúc cả nhà mình một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha. Thấp thoáng thì cũng đã gần hết năm giờ cả nhà. Và năm mới đến thì Pháp xin chúc gia đình mình được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Làm ăn thì gặp được nhiều thuận lợi trong công việc ha. Hôm nay thì Pháp cùng với em Tý lại tiếp tục đi làm những video lặn trà. Hôm nay thì Pháp cùng với em Tý sẽ ra những gốc trà khơi xa để lặn nha. Vì những gốc trà mấy anh em Pháp đi thì cũng đã lặn qua lặn lại thì hải sản nó cũng thưa đi nhiều rồi. Hôm nay thì Pháp cùng với em Tý dậy rất là sớm luôn, tầm khoảng 4 giờ khi là xuống bến rồi. Chạy ra đây thì cách bờ tầm khoảng 7 lý. Mấy anh em Pháp sẽ vòng ngoài này rồi khu vô lại trong điểm lộng này luôn. Hôm nay đi thì ông ba Pháp bận công việc ở nhà nên có bạn của em Tý. Giờ này thì đang chuẩn bị đang cơm này. Đây là bạn Hòa, bạn của em Tý đi thay công ba Pháp. Em Pháp thì cũng đã ăn cơm xong rồi cả nhà. Hôm nay thì em Tý bị cảm bệnh á, nên em Tý ở trên cùng với bạn Hòa. Pháp thì lặn một mình thôi. Ui có vẻ thì nước hôm nay rất là trong xanh luôn. Mới nhảy xuống thì Pháp nhìn xung quanh là đã thấy được gốc trà rồi. Nước rất là trong luôn á cả nhà. Cũng gần hết cuối năm rồi cả nhà. Hôm nay cũng là ngày 20 mấy rồi. Pháp làm những video này để dành qua dịp Tết cho cô chú anh chị mình xem đây. Mới nhảy xuống gốc trà thì Pháp bắn được một con cá mú. Bắn ngay cái việc của nó thì nó đã ngắt luôn rồi. Qua wow, một con cá mú nhỏ này. Loại cá mú thì nó chắc là mạnh dạn lắm. Nó có thể đi tới mình luôn đó. Còn sao bí này. Pháp phát hiện ra có một con cá bò nhám nó ở trong cái đống bánh xe này nè. Cá bò nhám thì ở gốc trà nó nhiều lắm. Loại cá này thì ăn cũng rất là ngon nha. Pháp vào sọt cá đây thì phát hiện có một con cá trình ở trong cái hang sâu. Pháp thì cũng đã chỉ vào vô được rồi. Cá trình thì lúc giờ Pháp đi thì không có để ý nhiều quá, nên lâu lâu chỉ bắt được một con thôi. Pháp chủ yếu xuống gốc trà là để kiếm mật thôi cả nhà. Tới cái sọt đá đây thì Pháp thấy có một con nó đang lò đầu quá. Dặn co với nó một hồi thì Pháp cũng đã kéo nó ra được rồi nè. Cá trình thì ở những gốc trà khơi xa có con nó to lắm, một ký mấy đồ thôi. Và wow, Pháp gặp được một con ghẹ so, nó đang nằm trong cái vỏ bánh xe này. Ui phía trước thì có một con cá mú nó đang nằm luôn đây nè cả nhà. Pháp
để sát vào cho cả nhà mình xem đây. Giờ Pháp sẽ lấy chỉ để chỉ nó nha. Hai con thì nó nằm sát nhau luôn. Giờ Pháp bắt con nghị trước. Con nghị so là con nghị cái đó cả nhà, còn con nghị xanh là con nghị đực. Con này thì nó nằm rất là khôn luôn, nó nằm vào trong cái vỏ bánh xe luôn. Ui, con nghị đây là nghị loại 1 rồi. Nhưng không may nó đã mang trứng rồi cả nhà. Nghị này thì tầm khoảng 2 lạng, 200, gần 300 gram á. Nghị trứng thì Pháp cũng không bắt đâu. Giờ Pháp bắt con cá mú thôi. Ui, Pháp chỉ một cái thì nó đã lách qua được rồi. Con quỷ thì nó biết Pháp có động tĩnh đó, nên nó đã lý được rồi. Giờ Pháp lấy súng để bắn nó thôi, chứ chỉ không có được nữa đâu. Rồi, Pháp cũng đã bắn được luôn rồi. Nó mà bị động rồi, mình dùng chỉ mình bắt không có được nó. Pháp bắn một phát thì cái chỉ nó dính vào cái vỏ bánh xe luôn, rất là cứng luôn. Nó dính vào trong đây luôn nè, xuyên qua vỏ bánh xe luôn nên gỡ rất là lâu luôn á. Một hồi thì Pháp cũng đã gỡ con cá mú ra luôn rồi. Cô chú anh chị mình xem nè, Pháp dùng cái lưỡi câu xuống nước để câu những con cá dợp và cá đổng này cả nhà. Đó, Pháp đang cột một miếng mồi vào một cái lưỡi câu. Đây, cả nhà mình xem Pháp câu cá này. Đó, nó đang ăn đó. Rồi, Pháp đã biến được một con cá rồi. Có vẻ như xuống nước câu cá thì cũng rất là thú vị ha. Tại vì những con cá này nó ham mồi lắm. Đó, một con cá dợp nữa đó. Pháp chạy vào trung tâm gốc trà này thì phát hiện có một con mực nang này. Pháp đang quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem nó nằm như thế nào luôn đó. Nó thấy Pháp thì có vẻ như nó đã phát hiện ra rồi, nên nó đang lỉ đi nè. Có lẽ thì Pháp bắt nó thôi, chứ không có tiếp cận gần nó được. Để nó mà chạy thì chắc là tiếc lắm. Rồi, Pháp cũng đã chỉ được luôn rồi. Con mực nang này là con mực nang cái nha. Không biết thì có con đực hay không nữa. Thường thì nó nằm có khi nằm một cặp đó. Còn cá hành cháp nó lỉ nhanh quá nên Pháp chưa kịp bắn máy quay luôn. Pháp thì cũng đã bắn được nó rồi. Con này thì cũng tầm khoảng trên 1 kg đó. Cá hành cháp thì mấy ngày đầu thì Pháp đi chắc là nhiều ở gốc trà. Rồi, giờ Pháp sẽ kiếm để bắt nha. Con cá trình rất là to luôn. Hôm nay thì mới mấy gốc trà thôi, Pháp đã bắt được một con cá trình rồi. Giờ con này là con thứ hai nè. Không biết thì nó ăn nắp ở đâu nữa. Đây, Pháp đã thấy nó rồi. Đó, Pháp cũng đã chỉ được luôn rồi nè. Còn cá trình thì nó rất là nhanh lắm. Giờ phải dùng móc để kéo nó ra thôi.
cũng đã khấu được kiếm nó ra rồi đi. Ui, con này rất là to luôn. Con cá trình này rất là to luôn á cả nhà. Con này cũng phải tầm 1 ký, 1 ký mấy được á cả nhà. Nó to lắm. Nhìn nó thì con rắn sao là con cá trình nó quậy đó. Nó dữ lắm. Trình này thì mấy anh em Pháp chỉ đem về ăn thôi chứ không có bán đâu, tại vì cá trình này ăn rất là ngon, với lại lâu lâu thì mới là kiếm được vài con thôi, chia cho mấy anh em ăn không à, nên Pháp không có bán. Pháp chạy ra phía ngoài này thì phát hiện có một con mực nang nó đang nằm nghỉ trang nè. Nó nghỉ trang thành cái màu cát luôn, không có thấy nó đâu luôn á. Nước thì rất là trong nên mình nhìn tầm xa mình thấy con mực nang này thì cũng tầm khoảng 1 ký mấy thôi. Ui, nó xịt túi rất là đen thui luôn. Thank you.
Pháp phát hiện thêm một con cá trình nữa nè. Hôm nay thì có cá trình ăn rồi. Sau đó thì Pháp chỉ cũng được 3 con cá trình rồi đó. Con này thì nó cũng nằm trong cái thùng sắt á. Pháp chui vào để giằng co với nó thì nó đã chạy ra phía ngoài đây luôn. Bên đây thì cũng có một con nữa luôn, trong cái thùng sắt luôn á cả nhà. Giờ Pháp phải chui vào để chỉ nó đây. Pháp cũng đã nêm chỉ vô rồi, giờ phải dùng cái móc để khấu nó ra nha. Đây nè, một hồi thì Pháp cũng đã lấy nó ra được rồi. Chỉ hai nạnh thì mình chỉ vào á thì nó ít sảy hơn. Còn chỉ một thì mình chỉ vô nhiều lúc chỉ không chính xác á, nó sảy là nó chạy thôi. Đâu đó thì Pháp cũng được 3 con cá trình rồi. Wow, đây nè cả nhà. Anh nhìn mình xem nè, một con mực nang rất là to. Nó đang nằm dưới cát nè. Pháp đang cố gắng vừa máy xét nó luôn, đi tới nó để quay luôn. Nhiều lúc đi tới thì Pháp cũng ngán lắm, sợ nó bị động là nó chạy đó. Không biết thì cô chú anh chị mình đón con mực nang này tầm khoảng bao nhiêu ký ha. Rồi, Pháp cũng đã bắn được luôn rồi. Quá là đã. Con này to lắm nha. Gặp được một con cá bò nhám, nó bám vào cái can này. Một con cá bò nhám rất là to luôn. Chỗ đây thì Pháp thấy có dấu ốc mỡ bò rất là nhiều. Pháp thì cũng bắt được 3 con ốc mỡ đá này, nhưng mà Pháp sẽ không có lấy nha. Pháp chỉ lấy lên cho cô chú anh chị mình xem thôi. Chủ yếu là Pháp đi bắt mực bắt cá thôi, sò thì Pháp ít khi lấy lắm. Chỗ này thì Pháp phát hiện thêm một con mực nang, nó có đang nằm nữa nè. Rồi, Pháp đã chỉ một việc thì nó đã biến cái màu luôn. Chỉ như thế này là nó không có chạy đâu. Khi mà nó biến màu là nó không thể nào chạy nha. Con này thì cũng một tiếng mấy đó. Pháp phát hiện có một con cá mú rất là to. Nó đang mép vô cái thùng sắt nè, không biết thì bắn có được hay không đây.
rồi, một phát thì Pháp đã bắn hụt luôn rồi. Còn cá mú này thì nó rất là khôn đi. Đó, nó đang nằm lại đó. Giờ Pháp gài chỉ xem thử nó có nằm nữa hay không. Pháp thấy nó đã chạy luôn rồi. Sò đi bay và một con ốc mỡ. Đây là những trứng mực nang và trứng mực lá đó cả nhà. Giờ Pháp xem thử xung quanh gốc trà có nó nằm lại không ha. Pháp thì chạy ra phía này thì phát hiện nó nằm mép vào những cái cục đá này. Nó ngụy trang rất giống cục đá luôn ha. Một phát thì Pháp cũng đã chỉ được đúng rồi. Mực nang thì nó nằm đất thì nó sẽ ngụy trang thành màu đất. Nó nằm vào cái sọt đá hay là cục đá đâu, nó sẽ ngụy trang thành cái màu đó luôn nha. Nó ngụy trang rất là tinh vi lắm. Có nhiều lúc mà Pháp đi qua Pháp không thấy, Pháp đạp chúng nó luôn. Nhìn lại thấy mực nang nó đã chạy rồi. Đây cũng là những cái đùm trứng của con mực nang nó đĩa vào nè. Cái trứng của nó hộp hộp như là hòn bi đó cả nhà. Còn trứng mực lá thì nó dài dài. Chạy vào cái sọt đá đây thì Pháp phát hiện ra cũng có thêm một con cá trình nữa. Ui, con này thì cái đầu của nó rất là to luôn. Giờ Pháp sẽ canh sao cho nó chính xác để chỉ nha, chứ không thì nó chạy. Pháp cũng đã nêm chỉ vô rồi. Pháp thì giằng co với nó cũng lâu đó, do nó rất là mạnh á. Một hồi thì Pháp cũng đã chỉ ra được luôn rồi nè. Pháp chỉ hai lần mới là được nó đó. Một lần trước thì Pháp chỉ ngay cái huyệt của nó luôn, nó bị xí nó chạy luôn. Lần này thì Pháp chỉ ngoài sau lưng lại nên mới được đó. Rồi, Pháp chui vào cái thùng sắt thì phát hiện thêm một con rất là to nữa. Ừ, nó đưa cái đầu ra to lắm. Pháp đang chui vào để chỉ nè. Không biết chỉ có chính xác hay không đây. Ó, nó đang quậy nè cả nhà. Đó. Ừ, rồi, nó đã xảy chạy luôn rồi. Không biết thì nó chạy đâu nữa, nó đang quậy bụi rất là nhiều. Pháp nhìn bên đây thì không thấy nó đâu. Cái thùng sắt này hai cái lỗ vẫn. Giờ Pháp sẽ qua cái lỗ bên đây xem thử có nó hay không nha. Rồi, Pháp nhìn vào thì thấy nó đang nằm nè. Ui, nó đã chạy ra phía ngoài rồi. Đó, nó đang bơi nè. Rồi, nó đã chạy vào cái sọt đá luôn rồi nè. Giờ Pháp sẽ dùng cái điện binh để dõi xem thử nó nằm ngay chỗ nào nha. Đây, nó nằm này. Đây. Rồi, Pháp cũng đã nêm được cái chỉ vô rồi. Ù, con này to nữa nè, con này to chà bá luôn. Đó, ù, nó chắc là mạnh luôn, Pháp mới gồng với nó này. Cái chỉ của Pháp cũng đã sức già luôn rồi. Đây. Ù, con này rất là to luôn nè. Ù, quá là đã. Còn đây mày to hơn cái bắp tay của Pháp luôn. Đó.
giờ Pháp sĩ giúp mình nhớt á. Rồi nó đã bung ra lại rồi. Công nhận thì nó rất là mạnh luôn á cả nhà. Nhưng mà nó như thế này thì nó không chạy được xa đâu. Con này to lắm. Quá là đã luôn, đen thui luôn. Cũng được mấy con cá trình rồi, quá là đã luôn. Cốc trà này thì Pháp gặp được hai con to. Chạy vào trong gốc trà này thì Pháp phát hiện thêm một con nữa. Con này mới là to nữa luôn nè. Pháp nhìn vào thì Pháp thấy cái đầu của nó đưa ra chắc là to luôn. Pháp thì đang nên chỉ vào đó. Giờ phải dùng cái móc để móc nó ra. Nhưng mà móc nãy giờ thì nó gồng lại rất là mạnh. Rồi cuối cùng thì nó cũng đã ra rồi nè. Hôm nay thì Pháp bội thu cá trình rồi. Đó, ui. Con này to chà bá luôn nè. Pháp nêm như thế này là nó không có chạy được nữa đâu nha. Con này to luôn. Quá là đã. Một ký mấy đó. Cả nhà mình xem nè, thấy nó lương giống con rắn không? Pháp đã bỏ vào cái vợt rồi nè. Thập tay vào là nó cắn đó. Nó dữ lắm. Đó. Nhìn nó chắc giống con rắn không? Giờ thì cũng đã tới giờ lên ghe chạy vào bờ rồi. Cũng đã trễ giờ rồi. 1 giờ mấy rồi đó cả nhà. Pháp xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video ủng hộ Pháp nha. Ghe thì cũng đã vào bờ rồi cả nhà. Giờ Pháp tổng kết lại thành quả của Pháp cùng với em Tý ngày hôm nay nha. Được hôm nay cá trình nhiều này. Trình rất là to luôn. Ba con cá trình to. Còn cá hành chát này. Hai con. Ba con. Năm sáu hai cá mú đây, bảy con cá trình nha cả nhà. Được hai con cá trình, ba con bự nhất này. Ba con này bự nhất. Mặt nang hôm nay thì cũng được mấy con thôi. Con này là to nhất này. Do ghi lặn nhiều quá nên mực nó cũng dài. Được 5 con. 5 con thì Pháp độ tầm khoảng 6 ký mấy nha. 5 con 6 ký mấy. Thank you.
lâu à, thì lâu dữ không. Đó cũng là thành quả của Pháp cùng với em Tý và bạn Hoàng ngày hôm nay nha. Video của Pháp cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây. Pháp rất mong cả nhà mình cho Pháp xin một like, một chia sẻ để ủng hộ kênh của Pháp. Pháp chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo.